bên làng, làng như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàng. Duyên thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về đi cùng làng chung bước. Cuối lèo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, làng khóc đợi người. Lần cuối gặp nhau làng khẽ nói, mười làng khắc tóc quãng đời anh. Lan à. Dạ. Coi ra mở cửa cho Điệp nó vô, cô vợ nó sủa kìa. Dạ, không phải đâu ba ơi, chắc tại ai đi ngang nên con vợ nó sủa đó. Vậy mà ba tưởng. Tại ba không biết chứ, anh Điệp anh qua đi hoài à, con vợ nó quen hơi rồi, nó đâu có sủa. Chuyện đó thì làm sao mà ba bằng con được. Ba hãy dấn đó thì bay trong đứng trong ngồi, còn nhắc tới thì bay mắc cỡ đỏ mặt đó mày. Dường như là trộm nhớ thầm thương, trong khi cái chuyện hôn nhân cha mẹ đôi bên hứa với nhau lâu rồi. Để coi nè, từ lúc thành Điệp tới vừa mập mẹ, con nghe bấy thì còn trong bụng mẹ. Mười mấy năm qua rồi à, thế sự đấu thai ba thằng Điệp theo hồng theo bà. Một mình chỉ cứ trong nhà, sớm hôm đó tận tao nuôi con khôn lớn lên người học hành đến đời đến. Cái chuyện hèn sang như con đứa dòng nước lớn, còn quý là cái nghĩa ngay nhân, cái lòng giả đối với nhau. Bây rào trước đón sau, bây sợ ta đổi ý phải không? Không có đâu con, nhà mình không có chuyện đó đâu. Đã mấy đời giữ luôn luôn giữ được tròn tính nghĩa. À sao ba, con sợ đổi ý phải không? Dạ. Đó, nếu mà như vậy bà gì có gì ba làm không phải thì làm sao chết xuống dưới bà dâm ngon mặt hành cử. Ba đọc nhật trình đi, để con xuống con giả cho rồi mấy chục nét mới ba biểu chiều nay con đem qua cho bác. Giả đi rồi đem qua bệnh cho sớm. Dạ. Chiều nay thằng Điệp nó về, nó nói nó thi đậu rồi, lấy nấu cơm nếp rồi cúng ông bà rồi sau đó mừng cho nó luôn. Dạ. Nha. À Lan à. Dạ. Cái bằng thành trung phải là cái bằng nếp lơm đó không? Dạ phải rồi ba. À vậy thì nó đậu rồi con. Đây nè. Nhưng mà chỉ có cái là Vũ Khắc Điệp thì người ta để là Vũ Khắc Điện. Cái vậy chữ nhưng là người khác rồi đó ba. À không phải khác đâu. Nhất trình họ đăng lộn, họ cáo lỗi hoài chứ khác gì. Ba nhất định Vũ Khắc Điệp, Vũ Khắc Điện này chính là dạ là người khác đó bác. Ủa Điệp. Dạ. Con mới về đó hả Lan à? Điệp mới về nè. Con ngồi đi con, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Dạ cảm ơn bác. Sao con nói sao? Con nói Vũ Khắc Điện chính là. Dạ là người khác đó bác. Là người khác. Dạ. Ủa còn con sao? Dạ con rớt rồi bác à. Rớt. Dạ. Trời đất ơi. Vậy là sao? Dạ con đâu biết làm sao. Ờ
đây. Thôi anh thua vì cái chuyện rớt thi đậu. Học tài thi phận mà đâu phải người nào mà học giỏi cũng là thi đậu hết đâu. Cái bằng cấp mà anh thua gì, phải không cháu? Dạ. Với lại con người ta hơn nhau là tánh tình nè, danh dự nè, phải không? Dạ. Còn cái bằng cấp anh thua gì, phải không? Dạ. Nhưng mà còn kỳ thi nữa, phải không? Dạ. Kỳ sau nhớ ráng đậu nghe không? Coi vậy cho đàn bà họ trọng cái chữ công danh lắm nghe con. Dạ, con cũng cố gắng hết sức để cho mẹ con khỏi buồn lòng, bác và em Lan khỏi thất vọng. Thiệt, con ân hận hết sức. Bác nói thì nói vậy cho bác có trách phiền gì đâu. Thôi được rồi, để bác kêu con Lan ra đây rồi cháu lựa lời cho nói cho nó vui. Lan à! Dạ, Lan ơi! Dạ thưa bác. Dạ cháu qua hay cho bác hay tin rồi, cháu phải về thưa chuyện với mẹ cháu. Dạ cháu còn phải... Không. Dạ hơn khác cháu qua, xin phép bác không, cháu không, về. Không, ở đi. Đếm à. Đếm. Trời đất ơi. Các con. Dạ. Nãy giờ con đứng đâu này phải không? Dạ. Con nghe hết rồi phải không? Dạ. Có buồn không? Dạ buồn chứ ba. Buồn chút thôi nha, đừng có buồn nữa. Không ăn thua gì, học tài thi phận mà. Thôi được rồi, bây giờ con đem nếp qua bển nha, rồi lựa lời nói cho nó vui nghe con. Dạ, đi, dạ. Đi dạ, con. Đi. Ơi, đúng là học tài thi phận. Vậy sao con không cho má hay? Con à, con qua bên đó rồi con báo tin là con thi rớt. Thấy bác Tú có buồn không con? Con thấy bác Tú không được vui lắm mẹ. Ý rồi, làm sao mà vui được? Điệp ơi, tuy má là người đẻ ra con, nhưng bác Tu mới là người tận tình lo lắng cho con. Kể từ ngày cha con mang số mất đi, cảnh mẹ quá con con, dù má tao tận nhờ bác Tú tâm tình đồng tâm, gia đình ta mới có được ngày nay. Nhưng con ăn học chẳng thành tài, làm cho mẹ buồn, bác Tú chẳng được vui, chắc là nặng lòng lo. Nhờ giấy mà má cũng có buồn, gần ngày con thi nó thấy má băng quân lo ngại, nó an ủi rằng con sẽ đậu cao. Nhưng rồi con lại làm cho mọi người thất vọng. Con cũng đừng buồn, má nói như vậy không có nghĩa là má trách cứ gì con đâu. Nhưng má muốn nhắc cho con nhớ là bác Tú và em Lan đã lo lắng cho con nhiều lắm. Ráng mà đừng có phụ lòng người ta nghe con. Còn má, má đẻ ra con mà, con là con của má, thì tốt hay xấu gì thì con vẫn là con của má mà. Má, hay là mình xin với bác Tú hủy lời giao ước cũ được không má? Cái gì vậy? Con điên hả? Má, con điên rồi phải không?
là bấy lâu nay con lên tỉnh rồi con có người nào mà con giữ ý cái về đây cái con kiếm chuyện. Dạ không có đâu má. Dạ không có đâu má. Lúc nào con cũng kính trọng bác Tú, yêu mến em Lan. Nhưng mà con thấy mình thọ ơn nhiều rồi, mà con thì học hành không ra gì hết, ràng buộc với lời giao ước cũ, chỉ làm buồn lòng bác Tú, làm khổ em Lan thôi. Cho nên con đã lén gửi cho Lan bức thư trình bày đầu đuôi như vậy đó má. Trời ơi, sao má, sao con làm như vậy, sao lại gửi thư cho con Lan? Dạ dạ. À, dạ thưa bác, con nói qua. Con giờ gì nữa đây đây, đem qua cái gì nữa đây? Dạ ba con biểu con đem qua cho bác mấy chục nếp mới nấu chè cúng ông bà, sẵn gian giái cho anh Điệp may mắn ở kỳ thi sau. Ơi thiệt là anh Tú thiệt cứ gửi đồ cho hoài vậy à. Con về con nói lại với ba con là bác cảm ơn nha. Dạ. Điệp nó mới vừa nhắc tới con á, mới nói tới kìa, hà con về tơ lỡ liền á. Thôi giờ con ở đây nói chuyện nghe không, để bác làm sao bắt ấm nước rồi nấu nồi chè đặng rồi còn cúng. Bác ơi, yeah, bác cho con xuống con phụ. Thôi không sao, có một chút xíu mà phụ gì ở đây nói chuyện ơi, bác cho con phụ với bác. Không. Má à, má. Bác ơi. Má. Lan. Để tôi xuống dưới tôi phụ. Lan. Lan. Lan có nhận được thơ tôi gửi chưa? Rồi. Lan đọc chưa? Rồi. Mà Lan đọc kỹ chưa? Nhăn nheo ít vậy, sao không kỹ? Vậy Lan có hiểu lòng tôi không? Hiểu chứ sao không hiểu. Nhưng mà ác quá à. Tôi hiểu cho bụng dạ người ta, sao người ta không hiểu cho cái bụng dạ của tôi? Đó là gì? Tôi không muốn cho Lan phải khổ. Không muốn cho tôi khổ mà còn biên thư nói như vậy? Mà hồi nào tới giờ có bao giờ tôi mở miệng tôi than khổ với ai đâu. Từ khi biết cha mẹ hai nhà đã hứa với nhau thì tôi coi như cả cuộc đời tôi đã gửi trọn cho người ta, coi như yên phận rồi. Lan à, tôi cũng thương Lan hết dạ hết lòng, nhưng sợ Lan khổ Lan buồn khi có một tấm chồng. Tương lai mịt mờ tối tăm, cái chuyện tương lai ai mà biết được, vui sướng hay buồn phiền cùng số phận mà thôi. Hay là tại tôi dốt nát quê mùa nên người ta bày điều đắng đổi thay. Tôi mà có lòng dạ như vậy á, cho đất trời đoán mạng tôi đi. Thôi thôi, đừng thầy nữa, tôi tin rồi. Lan tin rồi hen. Ừ, nhưng mà phải xé bỏ bức thư này tôi mới chịu à nghe. Nói thiệt á, đọc mấy cái chữ biên trong này nè, mà nó ấm ức ở trong bụng á, nước mắt nó cứ chảy hoài à, cầm không có đặng. Thiệt là tôi chỉ làm khổ cho mọi người. Lan, Lan cho tôi xin lại bức thư đó đi, tôi xé bỏ cho Lan bằng lòng. Xé đi. Tôi xé nghe. Xé đi. Xé nghe. Tôi xé nè. Xé nè. Xé nè. Ừ. Xé nè. Vậy phải được không? Nhưng mà mai mốt không có được biên thư nói vậy nữa à nghe. Không bao giờ tôi làm lỗi như vậy nữa đâu. Lan à, Lan cũng đừng buồn nghe. Ừ, tôi hết buồn, tôi hết giận rồi. Thôi, ở đây nghe.
để tôi xuống với tôi phụ với bác nấu chè. Chứ ở đây có hai đứa nói chuyện hoài, cái lỡ ai ta thấy ta cười chết luôn ở đây nghe. Ủa sao không ở ngoài nói chuyện mà con vô đây? Dạ thôi để con phụ với bác lên đi. Dạ thôi cũng được, con coi giùm bác cái nồi chè nha. Dạ. Nó gần cạn rồi, bớt lửa đi. Bớt lửa đi. Sao? Dạ. Con nói chuyện đó với nó chưa? Dạ thưa má, con xin lại bức thư, con xé bỏ rồi má. Phải vậy mới được chứ. Đừng có ý nghĩ nông nổi rồi làm tầm bậy tầm bạ đó. Dạ. Tắc tú bất và giận mà rồi con Lan nó cũng buồn nữa. Rồi. Mà con tính chừng nào con lên tỉnh vậy? Dạ thưa má, dạ con tính đi nổi bữa chiều nay để chuẩn bị bài vở thi kỳ nhì đó má. Dạ luôn tiện cái con ghé nhà bác Phủ. Ủa bác Phủ nào mà sao má không biết vậy con? Dạ bác Phủ Trần là bạn cũ của cha con đó má. Hôm trước dịp tình cờ bác ấy có gặp con và bác ấy có hỏi thăm hoàn cảnh của mình hiện nay nữa má. Chắc thấy cảnh mẹ qua con tôi bác thương tình nên biểu con ghé nhà rồi bác ấy tìm cách giúp cho con. Con nói bác đó là bà mới nhớ liền rồi. Bác Phủ là bạn của ba con. Dạ. Mà cũng là bạn của bác Tú ba con Lan bệnh. Dạ phải đó má. Nhưng mà ba con lúc trước đó nói là ông Phủ là không có tốt, cho nên là ba con không có hòa thuận cho mấy. Cho nên là má muốn... Má người lớn mà ai để ý cái chuyện lặt vặt hồi xưa đó má. Thì má biết vậy, nhưng mà má nhắc cho con nghe vậy đó. Cái gì cũng phải khiêm tốn lại nha con. Dạ. Đừng có bương bả rồi nhờ giả người ta, tới chừng đó mình trả không có nổi đó nghe không. Má miễn mình đừng quên ơn, mình đừng bội bạc được rồi, chứ sợ gì má. Thì má nói vậy chứ con tính sao con tính chứ má có nói đâu. Dạ dạ thưa bác, chè chín rồi. Chè chín rồi hả con? Dạ. Thôi để bác xuống, bác múc lên được cúng bác trai. Con ở đây xếp đồ giùm đi con. Xếp đồ, nói đi con. Bộ lát chiều đi rồi hả? Chiều nay tôi đi. Bộ ở trển vui lắm hả? Đối với tôi không ở đâu vui bằng ở đây. Không chỗ nào đẹp bằng chỗ này. Ở đây mỗi ngày được gặp Lan, được hầu chuyện với Lan là trong lòng tôi vui lắm rồi. Nhưng vì tương lai của tôi, vì tương lai của chúng ta sau này, nên tôi phải tạm xa Lan. Lan cũng nên vui lên để tôi an lòng mà. Tôi đâu có buồn, tôi vui lắm chứ. Người ta đi lo cái chuyện công danh mà, tôi đâu có cản chi. Nhưng mà người ta đi rồi, chắc cái nhà này buồn lắm. Một năm 12 tháng dài đắng đằng, người ta này chỉ chờ đợi có mấy tháng hè. Mỗi khi trời bắt đầu lất phất gió mưa rơi, cho mấy con ve nhỏ cất tiếng kêu rấn trên ngọn. Trời đất thì buồn như vậy đó, mà lòng vui không kề xiết. Vì biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ. Thế gặp mặt thì không biết nói chuyện gì, còn xa và bồi hồi. Tôi ở gần bên nhưng cả ngày tôi cũng đâu có gặp mặt. Tôi biết người ta có ở bên nhà nên trong lòng tôi không có thắc mắc, không có âu lo. Chiều nay người ta lại phải đi xa, tôi cảm thấy buồn thấy nhớ. Chiều xa bên ngõ bóng rồi vẫn hờn con nhỏ. Ngày mấy lượt sang sông sao hồng nhà nghịch mông. Thì hồi nào giờ tôi cũng về nghỉ hè rồi trở lên tỉnh, chứ đâu phải mới lần này. Sao mà Lan buồn quá vậy?
hồi nào giờ mình có ở gần nhau hoài đâu. Ờ có, cái hồi nhỏ xíu gì nè, chưa biết gì á thì có. Ừ à, đúng rồi, hồi nhỏ xíu không biết gì, không biết ba còn nhớ không nghe. Chứ tôi thì tôi vẫn nhớ. Nhớ lúc hai đứa trốn nhà đi tắm sông hái ổi, chiều về tôi bị đòn. Cái mà chịu thế cho tôi á thì mới ràng ràng đấy nè, chứ có xa xôi gì lắm đâu. Cái bà lớn lên, người ta ra tỉnh học, thiên hạ thường nói á, hãy xa mặt thì cách lòng. Còn tôi đâu có ngại gì cái chuyện thay lòng đổi dạ lúc xa nhau. Nhưng mà thường á thì khi con dê sầu bắt đầu ngưng tiếng hoa, lá vàng ngoài sân rơi lá cát, người ta mới ra đi cho kịp buổi tựa trường. Nhưng mà lần này người ta về rồi, người ta đi vội vã, tôi cảm thấy buồn, thấy sợ mong lung. Sợ đưa người như đưa sao qua sông, biết đâu rồi sao số lòng mai xa. Nói vậy là Lan vẫn còn nghi ngờ, không tin lòng dạ của tôi sao? Không phải tôi không tin, mà sao lần này tôi thấy buồn quá, tôi thấy sợ nữa. Nhất là nghe cái chuyện của ông Phủ Trần gì đó. Nhưng mà không phải tôi nghe lén đâu à nha, tại nói lớn quá vô tình tôi nghe được á. Ôi cái chuyện đó mà Lan bận tâm làm gì, trong lòng tôi không có ai ngoài Lan hết. Hơn nữa người ta giàu sang quyền thế, nếu mà có con gái á, họ cũng đâu chịu gả cho cái thằng học trò đã nghèo vậy đó mà còn thi rớt lên rớt xuống nữa. Nếu có chuyện gì chắc tôi chết quá. Lan, Lan à, Lan đừng có nói gỡ vậy, không có nên đâu Lan. À thôi mình bỏ qua chuyện đó đi nha. Thôi bỏ chuyện đó đi, chiều nay người ta đi nha. Yeah. Đợi tôi xíu nha. Ê coi tôi mới đập được cái ống nè, đứng đó đợi tôi một chút nha, đợi xíu nha. Gói kỹ để nó rớt. Gói kỹ quá. Còn nữa. Có rồi, đợi xíu nha. À bây giờ đếm tiền ha. Đây coi, đồng 2, đồng rưỡi, đồng 7, 2 đồng 1, 2 đồng rưỡi, 2 đồng 8, 3 đồng 2. Ừ, 3 đồng 2 nè, giữ đó mà xài. Lỡ đi đường mà có khát nước uống nước. Nhưng mà nhớ nha, ăn đậu đỏ bánh lọt á, đừng ăn cà lem đau bụng á. Còn nữa nè, bữa hổm để cây chai dầu này nè, lỡ nhức đầu sổ mũi á, sức cũng hay mà uống còn hay hơn nữa. Bữa Xuân nó cố ăn cái nó đau bụng dữ, tôi cho nó uống vô miếng cái nó hết liền à. Nè giữ nó đi, đi đường có gì đó rồi xài. Thôi Lan cất đi, làm phiền Lan với bác bên nhà hoài tôi ngại lắm. Lấy đi mà chê hả? Không lấy tôi giận à. Giữ đó mà xài nè. Nè cầm lấy. Ừ vậy phải được không? Đi lên tới trển nhớ gõ dây thép về cho, cho bác gái biết tin nha. Lan, Lan ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe nha.
mạnh giỏi nha. Giữ gìn sức khỏe nghe Lan. Đi mạnh giỏi. Nhìn sức khỏe nghe Lan. Dạ, dạ bẩm quan phụ, biết phạt trình diện. Dạ, sắp xong, đang chờ kết quả. Ta bảo chừng nào có kết quả rồi mới báo mà. Dạ, quan phủ kêu con vào chứ nó phải tự dưng con chạy vào. Quan phủ bấm chuông, ren con nhào vô mà. Thì tao bấm chuông ai vào không được lựa là mày. Dạ đâu được quan phủ. Con là người tính cẩn nhất của quan phủ mà. Cho nên đó là hãy, nghe tiếng chuông là con có mặt liền rồi quan phủ. Con sáng hơi chuông tới mức mà mấy đứa trong nhà nó ghét nó đặt con là sáng hơi chuông. Giống như là kênh kênh mà sáng hơi xác chết vậy đó. Chưa có xác chết là kênh kênh có mặt. Tiếng chuông chưa dứt là con có mặt. Con giống quan phủ nè. Nửa già con cũng giống quan phủ nữa. Giỏi quá. Dạ. Cũng bị vậy đó. Cũng bị cái sáng hơi chuông đó. Dạ. Mà cho nên mới xảy ra sự việc như vậy nè. Ủa quan phủ nói ai quan phủ? Còn ai nữa mà mày hỏi cơ với hỏi cầu chứ. Cũng tại vì tao quá tin tưởng cái người mà tao tính cẩn cho nên mới xảy ra sự việc tác tệ như vậy. À con hiểu rồi. Như vậy là quan phủ đang thù ghét nó. Cho nên mà quan phủ mới kêu con là lập kế hoạch. Đưa nó lên. Hại nó. Tức là đưa vô. Ôi. Ông cái họng của mày. Mày làm như vậy là mày hại tao chứ mày hại nó đâu. Tao cấm nha. Dạ. Từ nay sắp lên không nhắc đến cái chuyện này nữa nghe chưa. Dạ. Vào trong mời bà mày ra đây. Bà ơi. Trời ơi. Tự nhiên kem lỗ tai tôi la làng lên là sao. Hả. Dạ nó nhỏ. Dạ, dạ. Thằng này nó điên. Bà ơi. Ông kêu. Bà ơi. Bà. Trời ơi, mày làm gì mày thủ thỉ bên lỗ tai tao. Mày đứng đây mày nói tao còn không nghe, làm sao bà mày nghe. Ông kia con nói nhỏ. Trời ơi, nhỏ vừa vừa thôi ông ơi, ông khùng quá. Đi vào trong mời bà ra đây. Dạ. Thằng đồ điên. Dạ thế ông, con mời bà rồi. Mời rồi thì mày đi ra ngoài đi chứ mày đứng đây chi nữa. Dạ, cảm ơn ông. Trời ơi, cái thằng này không biết nó có bệnh không nữa. À thì liệu đi đâu đó con, sao tệ quá đi, đi chơi chắc rồi không còn biết ngày giờ là gì hết trơn, là sao hả bà? Con không có ở cái chỗ đó đâu. À như vậy có nghĩa là má của con đã nói cho con biết về cái việc chọn lựa của ba đi tìm người nhận hôn nhân. Làm chủ cái thay là để tránh ngược cho gia đình. Nhưng anh ta là một kẻ nhà quê xấu xa, sợ xấu mà đi gánh nhục á. Thằng con ở trong chùa. Ở trong chùa để mày lang mang rồi mang tiếng mang tâm. Vài năm mà có thêm bụng, tự tác tự tôn rồi xấu hổ thêm ra. Con à, chỗ này là bản cũ của ba, nghèo cho sạch nhưng rách cho thôn. Con đã ra thân tác tệ mà đòi cáo sang quý trọng à. Gái biết mùa trăng biết chưa. Thằng đẹp tôi nghèo mà nó đẹp. Má, má nói sao hả má? Má nói đẹp trai hả má? Ừ, đẹp hơn tao. Thì nếu mà đẹp á thì ba, cái nếu mà vậy? Đẹp thì sao? Con chịu. Trời đất ơi. Trời ơi, trời ơi. Ông có thấy chưa? Ông có thấy cục vàng, cục ngọc của ông chưa? Nghe nói đẹp trai cái là tôi tốt bà. Trời đất, quỷ thần ơi, cái bụng cái chăn ban như vậy đó mà nó dám. Sao không thấy được? Cũng giống hệt bà hồi nhỏ khi mới gặp tôi vậy. Trời đất ơi, tự nhiên nói chuyện con mà nói chuyện mình chuyện. Chứ sao? Bà từ từ rồi để rồi tôi tính. Chưa chi mà nãy giờ cái bà nhảy đóng lên rồi. Đó đã rồi. Lùn thật. Được rồi, ông tính đi. Tôi giao cho ông đó, ông tính làm gì đó ông tính. Ôi, bây giờ bà cứ vào trong đi. À, rồi bà chờ ở chừng nào. Nghe tôi gọi ra, ha.
bàn cho kỹ nha bà. Biết rồi. Dạ, ông ơi. Cái gì vậy? Tôi tới rồi. Trời ơi, ai tới? Có cái gì? Dạ, có người tìm ông. Tìm tao? Dạ. Nhưng mà mày làm cái gì dữ vậy? Dạ. Đàn ông hay đàn bà, con trai hay là con gái? Dạ không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải con trai, không phải con gái. Trời đất ơi, vậy chứ nó thuộc về cái loại gì? Dạ thuộc gì dạng thư sinh nho nhã, rất đẹp trai không? Rồi mày có hỏi nó tên gì không? Dạ có. Tên gì? Dạ Vũ. Vũ. Vũ gì? Vũ gì? Cúp điện. Cúp điện thì đốt đèn chày lên. Không phải. Cúp điện. Vũ cúp điện. À. Mày nói lộn rồi, Vũ Khắc Điệp phải không? Dạ đúng rồi. Được rồi, con. Dạ. Đi ra mời nó vào, nghe chưa? Nãy con nhớ nhưng mà lại thấy hết hồn. Nhanh lên. Mời vào, dạ. Vào đi con. Sát. Dạ. Cho cậu vào. Quan Vũ mời khách vào, vào, vào. Trời ơi, cái thằng này. À, dạ. Kìa, cháu Điệp. Con chào bác. Cháu mới đến nè. Dạ. Ôi, hôm nay con đã lớn đại rồi. Giống y hệt như là cha con hồi còn sanh tiền vậy. Ngồi đi. Bà ơi. Tôi đây. Gì ông? Bà. Hôm nay cháu Điệp nó đến thăm đó. Dạ. Bà thấy chưa? Chào con, bác ạ. Đây là bác gái đó. Dạ. Ngồi đi con. Cảm ơn bác. Trời, thằng coi được quá ông hen. À, giống hệt anh Cử hồi nhỏ à bà. À, trời ơi. À, bà, hôm nay con nó đến nó thăm rồi. Thôi bây giờ thì bà cứ vào trong, bà coi có cái món gì đó, bà cứ dọn đại ra đây để cho hai bác cháu tôi nhâm nhi để hàn huyên tâm sự. Được, có liền. À, bà nhớ nha, dầu gì thì dù cũng phải có mâm cơm gia đình. Có luôn, có luôn. Bà định cho hai bác cháu tôi ăn cái gì đây? Phải nói cho tôi nghe coi chứ. Tôi biết cái món khoái khẩu của ông mà. Canh chua, cá bông lau, tôm kho tàu, cá rô kho tổ, cá... Bà kể không là tôi đã đói bụng tới rồi. Thôi bây giờ thì bà cứ vào trong, nhớ đi ngang cái tủ, ngó trên đầu tủ, lấy cái chai rượu mi mặt chen ra đây để cho hai bác cháu tôi nhâm nhi mà nguyên tâm sự. Rượu quý đó phải không? Được rồi, mời chai với cháu. Rồi, cái đi đi. Sao con? Dạ. Con trông bác gái như thế nào? Dạ, con thấy bác gái vui tính quá. Bác gái của con vui tính lắm. Dạ. Liền. Hai bác cháu á, uống rượu cho ấm bụng trước rồi cái ăn cơm đấy mới ngon. Cháu tới nhà bác á, cháu cứ tự nhiên, đừng có ngại gì hết trơn á cháu. Trời ơi, nhà bác bình dân lắm. Ông nhà của bác á, thanh liêm chánh trực, trời ơi, ông dễ dãi lắm cháu à. Con vàng với hột xoàn bác đeo á, không phải của ổng đâu. Của ba má của bác cho đó, nhà bác giàu lắm. Ông có khó gì trơn. Ngồi chơi nhé, tự nhiên nghe cháu, tôi lo cơm nha nghe. Bà vô lo cơm đi ha. Dạ, lẹ bác. Lẹ lên nghe bà. Con à, dạ. Thôi thì hôm nay á, cũng có cái dịp con đi lên trên kinh, rồi con ghé lại thăm bác. Dạ. Thì bây giờ tôi cũng đây là cái ly rượu thứ nhất nè, bác mời con nha. Con uống với bác cho dạ. Vui và kể từ nay con không còn phải lo lắng gì nữa cả. Bác hứa với con là bác sẽ giúp cho con được nên người, như vậy nó mới khỏi vong dạ. Linh khỏi tuổi hổ vong linh của người đã khuất nghe không con. Dạ, uống dạ cảm ơn bác, nhưng mà từ nhỏ tới lớn cháu không biết uống rượu. Không biết uống thì bây giờ uống với bác cho vui. Dạ, cũng dạ. Để là kỷ niệm ngày nay dạ. Con biết uống rượu với bác. Dạ, uống đi con. Đâu bác à, má cháu la. Dạ, cháu... Không sao, lâu lâu con ghé lại thăm bác. Một hai chung rượu thì bác nghĩ rằng má còn không la đâu. Uống đi con, uống rồi, uống đi, bác không có ép đâu mà. Uống đi. Uống đi bác nè. Đã, uống đi con. Bác có ép mà. Uống đi con, uống đi. Uống đi. Rượu ngon quá à. vậy đó được hả con? Đây, còn đây là ly thứ hai nha. Cô uống đi, chứ bác không có ép. Cái ly rượu này là bác chúc mừng cho con.
kể từ nay con sẽ được sống bên cạnh của bác. Dạ, dạ, và tương bác. Lai của con bác sẽ lo. Dạ thưa bác, dạ cháu xin thôi ạ. Dạ, cháu... Không sao đâu con, một hai ly rượu không có nghĩa lý gì, uống cho bác cho vui mà. À, uống uống đi, uống đi. Hôm nay ghé lại nhà bác thì chỉ có vậy thôi đó. À, dạ. Uống cho bác nghe con. À, dạ, ừ, 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 uống đi, uống đi con. Ngon thiệt. Sao vậy con? Có gì đâu, cứ ngồi xuống này. Không có gì đâu. Đó là tại vì một hai chút đầu con thấy nó vậy. Chứ rồi tới chung thứ ba này con thấy nó ngọt lắm nghe con. Dạ thưa bác, dạ cháu thôi. Không sao, con uống đi. Bác không có ép đâu. Uống nghe con. Nè nè nè, nè cái ly thứ ba này đó là bác sẽ chúc cho con cả một tương lai sự nghiệp của con, từ đây bác sẽ lo. Và tới đây nè, bác sẽ giao cho con rất nhiều việc mà con phải làm lắm. Tương lai của con bắt đầu kể từ có từ giờ phút này. Uống với bác, uống cùng. Dạ, cảm ơn bác. Uống đi con, dạ. Uống đi, uống đi, bác không có ép mà. Uống đi, uống đi. Đã, ừ. À, còn lắm sự này, còn lắm con. À, để khách quý không đó, hôm nay con đến là chung vui với bác. À, như vậy thì cái sự này thì chỉ có hai bác cháu của ta thôi nha. À, còn tương lai sự nghiệp của con, bác hứa là bác sẽ tạo cho con được tên người, thì con cứ an lòng ha, không có gì. Uống này con, rồi cầm lên. Ê, ê. Uống đi. Sao vậy hả? Con. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Dạ thưa bác. Con ha. Dạ ly thứ tư này con xin phép con mời bác. Nam vô tử như kỳ vô phong. Dạ con chúc bác với bác gái được dồi dào sức khỏe. Bác nói rồi, tương lai của con. Ôi sao vậy? Để bà, tao lên. Để bà, sao vậy con? Để bà. Bà ơi, bà. Con nè. Ôi, sao vậy ạ? Bộ với tôi. Thở nó lên. Thở nó lên, cho nó vô phòng, nó nghỉ bà. Tội nghiệp. Đây nè. Đưa nó vô phòng, bà ha. Đi con, đi vô phòng con. Trời ơi, tội nghiệp quá. Cái gì mà la lên cũng như là trái nhà vậy. Sáng đèn lên coi. Trời ơi ông ơi, nó làm cái chuyện nhục nhã. Ông vô ông coi kìa, trời ơi, còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Nó bầu trồ tẹt đổ lên mặt tôi với ông rồi. Ông ơi, trời ơi, ông ơi, ông sao ngồi yên nó vậy ông? Bà ơi, từ từ mà làm cái gì mà bà dậy đẫm lên như vậy. Ông sồn quá đi. Bây giờ sao đây? Sao nữa? Bây giờ lôi đầu thằng Điệp ra đây. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, bà con đã ăn mặc gì? Trời ơi, dạ thưa ba má, con lỡ dại, xin ba má. Ba má cái gì mà giết mày chết mày dạy, trời ơi, cái thằng này bà nó. Bà ơi, bà. Trời ơi. Cái gì vậy? Ông nhìn đi, ông thương tiếc bạn cũ, ông nhớ người xưa, ông mời nó ăn uống nhậu nhẹt nó sai rồi, bây giờ nó làm cái chuyện xấu hổ như thế này nè, ông ngồi yên đó sao? Sao ông nói gì cho vậy? Trời ơi trời, thật tôi không ngờ. Anh Cử ơi, vong hồn của anh có hiển hết, anh Linh hãy về đây chứng giám. Anh hãy nhìn cho thật kỹ cái thằng con trai quý tử của anh nè. Tôi đã thương, tôi lo cho nó đến người. Thế mà bây giờ nó đã làm nhục nhã gia phong. Nó đã làm mất đi cả danh dự gia đình tôi. Anh Cử ơi, anh sáng con mắt anh chưa anh Cử? Trời đất ơi, ông sáng rồi, ông sáng cái gì nữa, ông sáng, trời ơi. Bác ơi, con xin bác tha tội cho con. Rồi đó giờ con không biết uống rượu.
con biết uống rượu đâu bác ơi. Trời ơi, mày không biết uống rượu mà sao phòng tao là ông mày không chung vô mà chung với phòng gái tao. Đang nói không cẩn thận được tôi rồi. Con. Bác ơi, bác tha tội cho con không biết uống rượu. Bác biết rồi, con hãy đứng lên đi. Con có biết là bác đã thương con đến giường nào chưa? Bác đưa con về đây là để lo tương lai cho con. Tại sao con muốn cái gì con không thưa qua với bác để rồi bác lo cho con? Con làm chi cái chuyện tác tệ như thế này? Nếu nó phong phanh ra ngoài thì còn gì danh dự gia đình của bác? Bác ơi, thôi được rồi, bây giờ con hãy ra về đi. Ngày mai hai bác sẽ xuống để gặp mặt má của con. Bác ơi, bác sẽ bác về đi mày. Đi đi con, nhớ nói với má con nha, ngày mai bác sẽ xuống. Sao con không cho má hay vậy? Sao mặt mày đi nắng nôi cho nên. Ai cha, sao mà nóng dữ vậy con? Để má vô má lấy dầu má cạo gió cho con nghe. Sao mà? Má. Hả? Con không có sao đâu má. Ủa, không sao cái gì? Mặt mày con cái kìa đỏ rặt lên hết trơn mà không sao là sao? Con nói với má là con không có sao hết mà. Ơi, sao con? Con à, má thấy con sao lững thững vậy nè? Trời ơi, nó đi không nổi mà nó cũng sao không à? Má! Trời ơi, bà làm cái gì vậy? Má nghe chứ làm gì? Trời ơi, cái bà này! Trời ơi! Bà nghe chó sủa không? Nó cắn bà bây giờ đó. Vậy kêu đi! Má! Có ai trong nhà không? Dạ! Dạ có ủa vô được rồi phải không? Dạ thưa, tôi chào ông bà. Chào chị Cử. Dạ thưa ông bà, tìm ai à? Chắc có lẽ tại vì lâu quá chị không có gặp tôi cho nên chị không nhớ. Tôi là Phủ Trần đây, còn đây là bà nhà tôi. Dạ thưa Phủ Trần, lâu quá rồi không có gặp hai ông bà cho nên tôi nhìn không ra. Tôi biết. Dạ xin mời ông bà ngồi. Mời bà ngồi. Ơi,
Dạ, dạ xin mời ông bà dùng nước. Cảm ơn chị Cử. Dạ. Chị cứ để đó cho vợ chồng tôi được tự nhiên. Dạ. Dạ thưa, chẳng hay có chuyện gì mà ông bà quá cố mà xuống tới đây. Thưa chị, lâu quá rồi tôi không có dịp trở lại quê cũ làng xưa, tại vì mãi bận việc công đường. Dạ. Hôm nay cũng có chút việc tư, cho nên tôi mới trở về làng mình. Và tôi dành chút thời gian để mà tôi ghé lại để thăm sức khỏe của chị. Ôi, quý quá quá. Tôi cảm ơn nhiều lắm. Không có chi đâu. Cháu dạ. Điệp nó về để chơi vậy chị. Dạ, dạ, dạ nó mới về. Nó ra làm sao á? À, vậy thì may quá. Chị hãy cho cháu nó ra đây để nó gặp tôi. Và sẵn có chị ở đây tôi cũng có việc muốn nói đó. Dạ, dạ. Điệp ơi! Điệp! Dạ. Có ông Phủ xuống nè con. Có ông bà Phủ xuống. Con ra chào ông bà Phủ đi con. Dạ. Con ra con chào ông bà Phủ đi con. Dạ, con chào ông bà Phủ. Con kìa, con. Con cứ xem đây là cái chỗ thân tình với nhau. Có cái gì đâu mà con phải gọi như vậy. À, gọi bằng hai bác được rồi con. Chị Cử à. Dạ. Thôi bây giờ thì tôi xin phép chị cho tôi vào đề nghe chị Cử. Dạ, chuyện, chuyện gì dạ? Chuyện là như vậy. Trước đây thằng Điệp nó có đi lên trên tỉnh á. Nó có ghé lại phủ đường của tôi. Để nó có nhờ tôi giúp cho cháu nó được tiến thân đó mà. Và tôi cũng có hứa. Sau đó tôi có mời cháu về nhà. Trước là để biết bà tôi. Sau nữa để dùng một bữa cơm gia đình. Dạ. Có đúng vậy không cháu? Dạ, dạ đúng. À, thế thì trong khi chờ đợi cái bữa cơm đó, tôi mới nói với bà tôi, cô có cái gì đó cái dọn ra để cho hai bác cháu tôi nhâm nhi để mà hàn huyên tâm sự. Dạ. Thì cháu nó bảo là, dạ thưa bác, con không biết uống rượu. Dạ. Và má con mà biết con uống rượu như thế này á, là má con rầy la dữ lắm. Có đúng vậy không con? Dạ, dạ, dạ đúng. À, thế là tôi mới nói rằng, thôi, nếu như con không biết uống rượu thì thôi bác không ép. Thế là cháu nó suy nghĩ sao đó không biết chị à. Dạ. Chắc có lẽ là nó nể nang tôi. Cho nên cuối cùng mà thì cháu nó có uống một vài chung. À, có đúng vậy không con? Dạ, dạ, dạ đúng. À, rồi cháu nó bảo rằng, bác ơi con mệt quá. À, tôi mới nói với bà tôi, thôi đưa cháu nó vào trong nơi nghỉ. Chút xíu nó khỏe rồi dùng một bữa cơm gia đình. Dạ. Có đúng vậy không con? Dạ đúng. Đó. Thế rồi cái tới nửa đêm rồi. Tự nhiên tôi nghe cái tiếng la quang lên ở trong nhà thất thanh vậy đó. Tôi mới bảo bà tôi bật đèn lên coi. Thì tôi thấy thằng Điệp này chị, nó nằm ở trên giường con Thúy Liễu á. Rồi nó ôm chặt con Thúy Liễu vào trong lòng của nó. Rồi nó ăn giác tôi trời à. Ôi quá cái cốc lắm mà dữ dữ vậy. Mà ơi, cô không biết uống rượu mà ơi, cô không biết uống rượu mà. Cô không biết uống rượu mà. Trời ơi, sao con làm khổ như vậy nè trời. Bây giờ quan lớn thân hành tới đây nè, bắt tội như vậy nè. Mẹ quá con coi. Rồi bây giờ thôi thì thưa ông bà Phủ, con dạy cái mang, tôi quỳ đây xin ông bà tha thứ cho con. Con chị Cử. Con tôi đó, tôi sợ làm như vậy không. Nó dạy đừng làm như vậy mà vợ chồng tôi phải tủi hổ với vong linh của người đã khuất. Dạ. Chị Cử à, sau đó rồi là những gì xảy ra thì chắc có lẽ chị đã biết rồi. Chờ chị thấy là cái chuyện như vậy đó, cho nên hai vợ chồng tôi mới thân hành xuống đây để gặp chị. Chứ chị cũng biết là tôi là ai rồi, phải không chị Cử? Đứng trước cái cảnh này, cái chuyện nó lỡ phóng phanh ra ngoài thì như thế còn gì là danh dự của gia đình tôi nữa, phải không chị Cử? Nhưng thôi, chuyện của hai cháu thì nó cũng đã lỡ rồi. Bây giờ tôi nói với chị như thế này, đứng trước một cái hoàn cảnh của chị thì vợ chồng tôi rất hiểu. Thôi thì chị cứ để cho vợ chồng tôi lo.
bây giờ tụi tôi xin phép chỉ để hai vợ chồng tôi ra về. Sau khi coi ngày xong rồi, đúng ngày lành tháng tốt, vợ chồng tôi xuống đây để xin phép chỉ cho hai cháu nó được nên duyên chồng vợ dạ, nha chị. Nhưng nhà, gia cảnh của tôi, tất cả mọi sự việc vợ chồng tôi lo, chuyện nó đã lỡ rồi, tôi đành chịu vậy thôi. Bây giờ thì xin phép chị cử để hai vợ chồng tôi ra về nha. Ngày lành tôi xuống nghe chị cử. Để cho tôi nói một tí. Khổ lắm, biết khổ lắm. Ông nhà tôi làm gì biết đi chứ gì. Tuần lễ sao cưới liền, không cưới liền lỡ tù á. Về không? Thôi, tôi cũng xin phép chị cử. Con cũng đừng buồn nghe con. Chuẩn bị đi rồi, đám cưới sắp đến nơi rồi. Đi về bà. Ba, sáng xui cái về không? À, trời ơi cái bà này, bà xá không có ngày đó, bà loài bắn hỏng, bà chết bây giờ. Tôi về nghe anh cử. Thôi chuyện của hai cháu đã lỡ rồi, để rồi tôi sẽ lo. Tôi về nghe chị cử. Hương hồn của ba con lấy kinh suối chắc cũng xấu hổ lấy. Nhà cửa thì kinh chúa không sao như vậy nè. Thì làm sao mà đủ lễ để con nhớ biết liền. Trời ơi làm sao mà không có tội như người trên. Con hư đâu qua chuyện vừa qua con bàng hoàng như cơn ác mộng. Con ấy đành rằng bà dính qua mùi phú quý lắm khi nó che mờ nghị lực. Con người vốn dĩ sinh ra rất nhiều hám nuôi con cảnh nước khục sâu nên má sợ con thèm khát xa quá. Rồi lớn lên trong cuộc sống bon chẹt không tránh khỏi sai lầm. Sợ người đời.
mình là thân sanh phụ phu, sợ cha con dưới suối vàng sông hồng cảm ơn má. Chân tình thành khẩn của má làm cho con thấy nhẹ nhõm lương tâm. Nhưng có một điều con xin má, đừng bao giờ tiết lộ chuyện này với gia đình Bác Tú. Tuy mơ màng chưa biết mình có phạm tội hay không, nhưng con cảm thấy xấu hổ với Lan, lòng phập phồng lo sợ cho nàng đau khổ. Con ơi, bình xanh má không thích nói láo bao giờ. Con gặp Bác Tú con nói đi. Má, má không còn lời nào để nói nữa Điệp ơi. Tôi biết hết rồi chị Cử à. Dạ thưa anh, mới qua mời anh ngồi. Dạ, dạ thưa bác, mới qua. Theo tôi, trong việc này muốn cho mọi việc ổn thỏa là phải làm theo ý ông bà phụ. Anh Tú ơi, con cái nó làm cho mình khổ tâm quá, tôi không biết nói gì hết anh Tú à. Lúc nãy tôi sai con Lan nó qua đây, gặp lúc ông bà phủ xuống đây nói chuyện, nó đứng ngoài nó nghe hết, nó mới chạy về vừa khóc vừa nói lại, mà khóc nó khóc thật nhiều chứ nói được gì đâu. Tôi cô dỗ dành nó kể rõ đầu đuôi, nó mới nức nở nghẹn ngào vừa qua. Như xét đánh ngang tay, cao giấc nỗi khổ khổ sở trong lòng. Trời ơi, làm xót xa lòng mẹ, làm đau khổ bạn chung tình. Tôi chết cho khỏi gây mất thương tay, chỉ có một thằng con trai mà không đi bạc. Chuyện đã lỡ rồi, mình tìm phương mà giải quyết. Cho em đẹp để khỏi ai phải vướng bận trong lòng. Anh nói thì anh nói như vậy, chứ làm sao mà gặp mặt anh hàng ngày mà tôi không xấu hổ. Làm sao tôi dám nhìn mặt ông nhà tôi ở dưới suối vàng. Điệp ơi, con có thấy cái tai hại của con làm chứ con? Con đã thấy chưa? Anh Tú ơi, bây giờ anh tính sao thì tôi cũng dạ, đành chết. Con chưa từng uống rượu nên mới xảy ra cơ sự. Thực ra thì cháu không nhớ gì hết, cháu không biết gì hết. Có phải đêm đó cháu uống hơi quá chén? Dạ. Cháu uống hơi nhiều rượu phải không? Dạ. Không biết uống rượu mà uống chi. Khi người ta sai rồi thì mình làm sao biết được mình đã làm những điều sai quấy? Làm sao mình biết được mình làm những gì? Bây giờ anh lúc hiểu. Anh Cử, anh Tú chồng của chị còn sống, anh đã thường nói với tôi rằng người quân tử phải nhận lấy trách nhiệm của mình làm, dầu việc làm đó là mình không cố ý.
Cho nên theo tôi nghĩ rằng trong việc của thằng Điệp chỉ có một con đường để chọn. Bây giờ anh liệu sao thì anh liệu, chứ tôi rối trí quá rồi, tôi không còn biết gì nữa đâu anh Tú ơi. Mẹ ơi, tôi biết con Lan nó sẽ buồn nhiều, nhưng rồi nó sẽ nguôi ngoai. Còn lời giao ước cũ thì không, tôi không thể nào thay đổi được. Anh biết tấm quan nhà tôi mà, một lời đã nói thì như đinh đâm vào cột. Nay ông mất rồi, tôi cũng sẽ giữ nguyên như vậy anh Tú à. Còn con Lan nó hiền lành, nó ngoan ngoãn như vậy, lòng dạ nào mà tôi nhìn nó khổ hả anh Tú? Chỉ có một lời hứa thôi mà tôi còn buồn như vậy, huống chi tình cảnh cha con phủ trần còn đau khổ tới mức nào. Xin phép chị cho tôi đốt 3 cây nhang trước bàn thờ anh Tú nghe chị. Ta thường nói vật đổi sao dời, nhưng tôi tin rằng tình thân của hai gia đình mình không bao giờ dời đổi. Thắp 3 nén nhang tôi thành tâm xin anh thứ lỗi, tôi xin rút lại lời giao ước đã từ lâu ràng buộc giữa hai. Xưa nay không hề nói hai lời, huống chi ngày nay anh đã khuất núi, còn chỉ tảo tần một mình trong cảnh mẹ quá con tôi. Anh biết lòng dạ tôi quyết chẳng đổi giờ, còn chỉ tử thì trước sau vẫn vậy. Nay có chuyện biển dầu biến đổi, anh có nên thiên sinh anh đừng giận cũng đừng buồn. Thi cử à, tôi xin thề có trời cao chứng giám là tôi không có buồn giận chị. Còn cháu Điệp, dạ, cháu yên lòng, bác cũng không hề hiền dẫn cháu ra. Chẳng qua cháu với con Lan không có duyên nợ với nhau, cho nên mới xảy ra lắm điều tai biến. Người ta là người giàu sang quyền thế, thì chuyện này chẳng dễ dàng đâu. Còn con Lan với chị vô quốc chẳng được làm dâu thôi, thì hãy để nó là con gái trong nhà. Nhà ở cạnh nhau khi tối lửa tắt nó sẽ tới lui thăm viếng. Còn chuyện quý hôn là do tôi quyết định cách nào suy nghĩ. Cha Điệp, dạ, cháu phải nhận lời cưới con ông Phủ Trần mới phải đạo làm người nha cháu. Dạ thưa bác, nhưng còn Lan, bác làm sao cho con được gặp Lan để cho Lan hiểu rõ lòng con? Lúc nãy nó theo tôi qua đây. Được rồi, bác sẽ cho hai đứa nói với nhau những lời sau chót. Thank you.
Chắc có lẽ hai con không có duyên nợ với nhau, cho nên trời cao mới định vậy. Thôi hãy nói với nhau lời cuối cùng đi nghe hai con. Ba về trước. Dầu không có tình phu phụ cũng là nghĩa anh em với nhau. Chị Cử, chị có tin rằng tình thân của hai gia đình mình không bao giờ dờn đổi? Trời ơi, mỗi lời em nói với Kim trăm núi xanh
Em có biết là tôi cũng đau khổ đến mức nào không? Bác ở bên nhà cũng yêu mà đã tha thứ cho tôi. Tôi xin Lan đừng hờn, đừng trách nữa nghe Lan. Không, tôi đâu có giận hờn, có trách móc gì ai đâu. Không còn bao nhiêu ngày nữa là tới buổi đón dâu. Có vợ rồi, anh nên tử tế với người ta. Vì người con gái một lần gian dở thì cả đời sầu khổ. Không biết, không biết bữa đó tôi có qua bên này tôi phụ giúp một tay, hay là tôi ở bên nhà một mình nữa không? Khóc mừng cho người ta trong năm hạnh, hay khóc cho tôi sao chứ? Còn trôi dạt lung tung, đâu có ai đem con sao qua sông, mà sao sao cũng số lòng mãi xa. Anh không biết dùng lời lẽ gì để nói với em bây giờ. Có lẽ cái số phận chúng ta là như vậy đó. Phải rồi, cái số của tôi nó là như vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tiễn người ta đi. Còn lần này tôi sẽ không bao giờ được đón người ta về với tôi nữa. Lan, anh đừng nói gì nữa. Lan, anh đừng nói gì nữa hết. Lan, Lan. Trời đất ơi, trưa trời trưa trật gì, con gái con lứa gì ngủ tới giờ này chưa vậy? Thiệt hết sức. Mà trời dữ á khôn à. Tiểu thơ giờ này mới chịu ra khắc nè. Có chồng mà ngủ trưa như vậy á, người ta cười chết nghe chưa con? Có chồng gì mà phòng không gối chiếc, thà con ở vậy còn hơn.
Trời trời trời, mày nói gì mà tao nghe lùng bùng hai cái lỗ tai vậy Liễu? Má, cả tháng này ảnh lạnh như là cục nước đá vậy đó. Ủa, lạnh như cục nước đá là sao? Bộ nó ôm mày nó lạnh lắm hả? Không phải. Vậy chứ gì? Con với ảnh hỏng. Con với ảnh hỏng là sao? Không có. Nghĩa là nó không có rờ vô tới mày á hả? Không có rờ miếng nào hả? Trời ơi, trời ơi, ông ơi, ông ơi, không có rờ miếng nào ông ơi. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, lạnh như cục đất đá. Ông ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi trên phủ đường về chưa kịp tay đồ ra là bà nó réo lên nữa rồi. Cái gì mà dậy đóng lên nữa đây? Không có rờ miếng nào. Bà làm gì á? Không có rờ miếng nào. Bà múa hả? Múa gì trời ơi. Cả tháng nay thằng Điệp không có rờ miếng nào. Rồi cái bụng nó càng ngày càng lớn. Ủa? Làm sao? Như vậy là cái kế hoạch mà bắt rờ của bà nó ăn chắc hết rồi. Trời ơi, mỗi ngày một lớn nó không rờ làm trời sao ông ơi? Trời trời, thôi vậy chết rồi, bây giờ làm sao ông? Làm sao bây giờ? Để tôi hỏi nó coi. Liễu à. Dạ. Nói cho bà nghe con đừng có khóc. Từ từ đi rồi bà tính cho. Thấy không? Sao? Nói bà nghe coi. Bà. Bà nghĩ coi. Nghĩ vợ bà. Chồng gì mà kỳ vậy? Con lên giường á thì ảnh đi xuống gặp, con xuống gặp theo ảnh á, ảnh nghĩ tọt có lên giường, con lên giường theo ảnh á, anh đi ra ngoài. Trời trời ơi, cái này hơi lạ, vợ chồng mới cưới mà kẻ tuột lên người tuột xuống vậy. Nó chết rồi, nó không có dính dáng gì hết trơn. Rồi sao? Nó đối với con sao? Thì lạnh lùng như cục nước đá vậy đó mà. Thằng này chắc nó bị bệnh quá. Trời ơi, sao tôi nghe nó nói tôi cũng lạnh theo nữa bà. Trời ơi, như vậy rồi bây giờ sao? Thôi được rồi, nếu như con buồn thì con cứ việc đi chơi. Chuyện này để ba má lo. Nghe không con? Đừng buồn nữa. Ba má tính sao thì tính buồn á rồi, nó xấu. Chứ đi con chịu hết nổi cái cảnh này rồi. Rồi trời ơi. Trời ơi, vụ này không chết rồi. Bây giờ làm sao không? Để bà cho tôi ngồi gần bà để tôi bàn công chuyện chút. Bàn gì? Bây giờ nè, nếu như trong trường hợp tôi gọi thằng Điệp nó ra đây, hát khi nào mà bà thấy tôi buộc á, bà mở ha, tôi giữ á thì bà hiền ha, mà tôi cứng á là tôi mềm chứ gì. Biết rồi. Vậy thì tôi bây giờ bà cứ vào trong ha, rồi để tôi gọi thằng Điệp. Kìa. Thôi thể đó, bà cứ ngồi yên đây. Nè tới rồi kìa. Sát à, gọi cậu hai ra đây cho ông dạy việc coi. Dạ thưa ba má, cho gọi con. Má mày gọi chứ không phải tao gọi. Dạ thưa má, cho gọi con. Ba mày gọi chứ không phải tao gọi. Đây nè, bây giờ tôi muốn nói cho biết nè. Tôi làm quan là để tôi xử thiên hạ, chứ không phải tôi làm quan để mà tôi xử cái gia đình này. Biết chưa? Tôi nói như vậy là chắc có lẽ biết rõ rồi đó. Thì bây giờ con nó ra đi. Nếu nó có sái quấy cái gì, bà cứ việc dạy con đi. Cái gì bà cũng kêu tôi, bà cũng réo tôi làm sao hả? Dạ thưa má, vợ chồng con ăn ở điều chi không vừa lòng má. Xin má cái thẳng thắn rầy dạy, chúng con đội ơn má. Con à, để má nói cho con nghe. Cái chuyện này là con, tôi đâu có cần cô cậu ấp lạnh quạt hà nào. Tôi đâu có cần cô cậu dâng cơm hầu nước, mà tôi chỉ cần cô cậu sống hạnh phúc với nhau, vui vẻ thuận hòa trước sau. Không ngại tốn hao tôi bắt rễ về núi trong nhà. Phiền hà điều chi mà để vợ mình cố chiếc. Có lẽ là mặt cảm sang nhận lên nó mới đánh bạc được. Vài tháng à, nó cũng quen chưa bà? Dạ thưa má, con nghĩ là 8-9 tháng sau mặt cảm kia chắc có lẽ sẽ tiêu tan. Trời đất quý thần ơi mày, ông cứng đi tôi mềm. Làm lễ cái nhà này phải gọi dạ báo dân. Dạ. Biết chưa? Dạ. Làm lễ thì phải gọi dạ báo dân, đó là kẻ tích thần. Lầm lì lì là cái đồ ngu, đồ ngốc, biết chưa? Dạ. Dân. Từ giờ ba con nói đó. Dạ. Không phải cái ý của ba con. Dân. Đó. Nhưng mà đối với con vợ con thì dạ. Mày nhớ tối mà dân. Thằng này nó điên rồi. Mày điên rồi. Liễu à, ra chợ với má con.
Con à, cái chuyện dạ. Điên nữa. Đi, đi chợ con. Nó điên rồi con, đi đi. Dạ. Dân. Dân. Dạ. Làm giật mình hả? Nhà không có ai đó, vô đi. Kinh quá. Lúc này làm như đẹp hơn lúc trước cậu. Thấy nhà ngày cậu đẹp ra cậu. Cảm ơn. Dễ thương quá cậu ơi. Chuyện gì nói lẹ đi. Cậu. Cái gì nói lẹ đi. Cậu chứ cái vụ mà em nhờ cậu á cậu. Dở hồ sơ màu đen á. Còn coi mà cái chỗ mà đổi chỗ này tới chỗ kia cái tên của em sao rồi? Thì tôi đã cho nó, tôi đã cho anh biết rồi mà. Đúng cái tên em Lê Văn Sạ. Không có gì thay đổi vào giờ chó cả. Làm gì đứng thừa người ra vậy? Tôi nói với anh là không có gì thay đổi vào giờ chó cả. Không thay đổi vào giờ chó. Trời ơi trời, cậu ơi em có lỗi. Tội đi đâu mà phạt tội đi xa. Còn hơn đem giết đi. Ôi đời là vậy khi cung tàn biểu tận. Biết vậy còn than vãn có nỗi gì. Thôi lên đường đi là vừa. Trời ơi mắt âm hại người ta rồi giờ ông hại em. Em là người trước khi bỏ vô đây em hãy nói cậu hay. Vì sao em bị gọi đuổi đi? Phu nhân của cậu mang thai với người lạ. Ông biểu em đi hại người. Rồi bây giờ ông hại mình. Nè, đừng có nói chơi gì nghe chú bếp. Nói chơi sao được, tôi thương cậu lắm á. Thương cậu cho nên tôi mới bí mật cho cậu biết luôn. Có bằng chứng gì cụ thể không? Sao không có? Đây, thơ của tác giả cái bào thai gửi cho nhà xuất bản. Được chưa? Thương cậu đó. Đây. Từ từ. Đọc đi. Đó, tôi kỹ tôi giấu, gửi tôi giấu đếm bây giờ đó. Cẩn thận nha. Ủa, cái này là Ủa, này con Tuyết bán bún bò. Nhỏ người yêu em. Để dành về già thôi. Quên. Lãng quá. Cái này. Cái này nè. Chắc không rồi. Ủa. Cái này không phải, cái này cũng của cậu luôn á. Cái này quên của cậu luôn. Hai ba cái nhiều quá thơm dồn tích đây mà. Còn nữa nữa nè. Nhiều lắm. Ha. Trời đất ơi. Ai đưa thơ này? Sao nãy giờ không chịu nói? Thì em tính vôm lắm. Người đưa thơ đâu? Đưa người đưa thơ về đây gặp tôi. Anh nhờ cậu. Trời nãy giờ đứng thừ ra không chịu nói gì chứ trời trời người đưa thơ đâu? Trời lẹ lẹ đưa người thơ giùm đi. Từ từ. Sao nãy giờ không chịu nói gì trời ơi. Cậu đừng có quýnh quán hư bộ hư đường lắm. Em biết em dành cái hoàn cảnh cậu lắm cho nên em mới đợi điêu cái người đưa thơ chờ ở ngoài. Chừng nào mà xong chuyện em sẽ đưa người đưa thơ giữa hàng rào kẽm gai. Trời ơi, nghe của em à. Còn đừng để nói nữa, đưa người đó dập dập cặp. Đọc thơ, đọc chưa hết là em đưa người đó vô đây. Cậu đọc thơ. Lẹ giúp giùm tôi. Đâu. Điệp con, từ hôm đám cưới tới nay, má nhớ và trông con hoài. Má không thấy vợ chồng con về. Má biết là hai con bề bộn công chuyện, nhưng con cũng biết ở với mình nữa mà. Bà con ưa sầm xì bàn tán lắm. Nếu có thể, vợ chồng con thu xếp về thăm má. Má ở nhà một mình buồn lắm. Má cũng cho con hay một tin quan trọng. Con Lan nó đi tu rồi con à. Trời ơi. Này, vô. Chậm chậm rồi, biết không? Tới rồi. Dạ, con cảm ơn ách. Gì ách? Tao chưa tới 10 là bị ách. 10 bồi đầm già mà tới ách. Tao chưa tới 10, biết không? Làm bếp có lên là lên ông lò thôi, biết không? Bây giờ thôi, nhà kêu gọn nè. Xếp rạc. Xếp rạc? Ừ. Là gì ông? Xác con riệp. Xác con riệp là gì ông? Ừ, xác con riệp hỏi là gì? Qua bên kia gặp ông anh đi. Anh đi. Hỏi biết hết biết người trả lời luôn. Xin thăm anh nè. Dạ, cảm ơn cò. Ủa? Gì?
em cảm ơn ông cò nào Duy Xuân. Trời ơi, em nói em là làm bếp, có lên là lên ông lò, chứ đâu phải làm cò nào. Tự nhiên nghe là ông nói em làm. Cậu ơi, nói chuyện thiệt nhanh nha, nha cậu. Nhớ nha, rồi em ra ngoài canh cửa mà có gì là cậu giọt liền nha. Đưa nhỏ ra, đưa nhỏ ra ngoài nha. Biết rồi. Có người lạ vô là không phải xuống hốc bà tó đâu, lên trên kẹt bà tò. Em biết rồi. Số em còn hỗn lắm cậu biết không? Anh Điệp. Sao Xuân? Dạ. Chị Lan của em xuống tóc rồi hả Xuân? Ủa, anh nói chị Lan xuống đâu? Chị đâu có xuống đâu đâu, mà chỉ lên chùa rồi ở biệt ở trển luôn hà. Trời ơi, rồi không ai lên cản ngăn sao em? Không ai lên rước chị Lan về sao em? Dạ. Chị Lan em có hỏi thăm gì anh không? Có không Xuân? Có không em? Anh hỏi nhiều quá à, em trả lời không có kịp. Thì chị Lan á, chị trốn nhà đi vô chùa nên đâu có ai biết đâu mà cản. Cái chị bị người ta cạo mà nên cua cái đầu láng bóng à. Chị mắc cỡ quá, không có dám gặp mặt ai hết á. Tí em có lên chùa kêu chị về mà không có gặp. Còn em nè, em cũng lén chui đào vô chùa kiếm chị mà cũng không có gặp luôn. Tí em nói á, tại em Đẹp đi cưới vợ nên chị Lan chỉ buồn chứ đi vô chùa á. Phải đó, chị Lan của em thương anh nhiều lắm, biết từ đây xa anh vĩnh viễn nên mới mượn chôn thiền môn chôn sầu lấp thảm để quên đi. Cành trai ngàn duyên phận bé bàng, anh càng thấy thương Lan, lòng anh như nát như tan. Vì biết Lan xuất gia sống đời khổ hạnh, anh cưới vợ làm gì để chỉ buồn chỉ quy y, hay anh đừng cưới vợ nữa đi cho chị Lan chỉ về nhà. Anh sẽ đi lên tới chùa tìm mà cho gặp mặt Lan, và anh sẽ hỏi rõ đầu đuôi, mong rằng Lan sẽ vui sầu mà về với gia đình và tha thứ cho anh. Vậy mình đi liền. Đi tới rồi, ông giác bầu đâu ông về, ông có bà đâu đậm hơn tôi, ông về quan phủ tới rồi cậu ơi, ông bả luôn. Bình tĩnh đi, ba người luôn luôn cái gì của cậu đó. Rồi bình tĩnh đi, làm cái gì mà quýnh lên đi. Nhưng bây giờ phải làm sao đây, là sao con mày nhỏ nhỏ mày ra ngoài mày trốn, mày kiếm chỗ trốn người ta, tao giết tao đứng đi ra ngoài dùm. Được rồi, tỉnh đi nghe tôi dặn nè. Làm sao mình đi đi. Nè, một lát mà có ai về mà có hỏi tôi á. Dạ. Thì nói sao cậu? Thì cậu anh phải nói là cậu nói kỹ rồi dặn dặn lại mà. Thì cứ nói sao xong thì thôi. Hỏi hoài. Nói sao xong trời. Trời ơi, cậu ơi, chết rồi, nói sao xong trời ơi, chết rồi, trời ơi, cậu ơi. Làm cái gì vậy? Sao chú đắp nấm mồ con? Chú chôn cái gì đó? Mô Phật, sao chú lại sát sanh? Chú làm như vậy chú không sợ thầy quở phạt sao? Tôi vùi chôn xác bướm khu nơi đây mộ, như vùi chôn sâu kín nỗi niềm. Đã từ lâu
trong lòng. Chôn cành lan khô nhớ chôn mình tư lòng. Hai nắm mồ sông sông để xuân hạ thu đông, dầu mưa nắng dài dầu đem thân người đi cửa hiền, sao còn thương dân chuyện thế gian. Kể từ bây giờ tôi quên hết chuyện xưa, xa quên cảnh lang vùi sâu đáy mộ là chôn sao. Giọng nói chú nghẹn ngào, sao lệ đắng quen mi. Tôi đâu có khóc. Chú lại mang tội giọng ngữ rồi đó. Thôi, chú hãy vào trong cho thầy dạy việc đi. Huynh đừng mất lại với thầy. Lỡ lần này thôi tôi không có khóc nữa đâu. Thôi, chú hãy lên hầu thầy trên chánh điện đi. Chú Tiểu ơi, chú làm ơn cho tôi hỏi thăm. Mô Phật, thí chủ muốn hỏi điều chi? Dạ, tôi muốn hỏi thăm có một người con gái Thị Lan, tên Nguyễn Thị Lan, đã vào đây thí pháp. Thí chủ làm chùa rồi cũng nên, ở đây không có ai là con gái tên Nguyễn Thị Lan hết á. À, mà ở đây có một người vừa thọ giới sa di, nhưng lại là một nam nhi, tên là Điệp. Đúng rồi, chú làm ơn gọi người ấy ra giùm tôi. Người ta vì tôi mà bỏ nhà bỏ cửa. Mô người Phật, ta vì tôi mà. Chú Tiểu, xin thí chủ hãy đợi, vì ở đây chú ấy là người giữ chuông mở cổng, tôi phải vào trong. Vào đi Lan, anh gian em mà. Anh lên đây tìm em là Lan à. Lan, mở cổng cho anh vào đi Lan. Bao nhiêu ngày anh lặn lội tìm em. Lan ơi, anh gian em mà, anh xin em mà mở cổng cho anh vào đi Lan. Lan ơi, mở cổng cho anh vào. Mở cổng cho anh vào đi Lan. Lan ơi, mở cổng cho anh vào. Mở cổng cho anh vào đi Lan. Lan ơi, anh gian em à. Mở cổng cho anh vào. Mở cổng cho anh vào đi Lan. Lan. Trời ơi, Lan đã cắt đứt dây chuông. Thank you.
ơi, loại bộ mỏi chân gần chết luôn à. Sủa hoài, từ nãy giờ mày cứ sủa. Tao sốt ruột quá mà mày sủa hoài. Tao... Con... Con... Vợ Điệp gì vậy hả? Bà... Bà là má anh Điệp hả? Bữa đám cưới á. Má anh Điệp vậy sao? Lúc này má hơi mập một chút, con nhìn không ra. Ủa rồi con về rồi Điệp đâu? Xe ban cuốc bộ tới đây muốn rã cặp giò luôn hả? Ôi chà, thằng chả còn khệ nệ ở đằng sau á. Ôi, lớp quải lớp mang con... lớp cổng lớp đội. Để má thổi cho con. Con ngồi đây đi con. Con ngồi xuống, con ngồi ra rồi má rót nước cho con uống. Ôi mà không được, cái nước này hồi sáng tới giờ nó nguội ngắt à. Để má đi ra pha bình trà khác cho con nghe. Trời đây. Ơi hả? Trời nóng nực muốn chết luôn, kêu uống nước trà. Bộ ở đây không có nước đá hả? Nước đá đi cầu một cây số á. Hay là má đi mua cho con uống. Thôi. Đi vô nấu nước đi. Để pha nước tắm cho nó sảng khoái một chút. Con nấu nước tắm cho không uống hả con? Thôi vậy để mới vô mới nấu nước tắm rồi dính một chút rồi uống. Nhà gì mà như cái ổ chuột vậy? Bực mình muốn chết luôn à. Ôi, về chơi có 5-3 ngày mang theo cả đống vali, bỏ lại sợ mất, bằng ôm đồm phải 3 đầu 6 tay mới xách hết nổi. Nhà gì mà không có một đứa con nít để sai giặt nữa à? Dạ thưa má, con mới về. Con mới về hả? Dạ. Ây da trời, sách chi mà quá trời đồ vậy. Con à, má pha nước hết trơn rồi. Nóng hổi à, hai vợ chồng vô tắm đi con. Đi vô trong đó tắm đi con. Má pha nước rồi, uống trà rồi con vô con tắm. Trời ơi má ơi, má làm gì vậy má? Má pha trà cho con dâu má uống. Trời ơi má ơi, nên có pha nước tắm nữa. Mấy cái chuyện giặt vãnh vậy mà mợ ai mượn ai sai? Cái bả tự động bả đi cự nữ với tôi là sao? Không có sai. Vợ con nó không có sai, nó biểu mới đi à. Ha, thấy chưa? Anh nghe người ta nói chưa? Tôi có sai phái ai đâu. Thôi cô nín đi, đừng chu chéo chi thêm lộn vòng với mẹ chồng của cô. Cô luôn gọi chồng lúc sưng hô mẹ. Tôi nhắm mắt làm ngơ, sẵn sàng bỏ qua mọi việc, từ cái việc mà hung hiếp chồng con đến sự tồn tại của cái thai quan. À, hôm nay anh về đây á lại lên giọng cầu cao à. Về ở đây hay là ở phủ đường thì cũng chỉ vậy thôi. Vô phép xác sự với mẹ tôi hả? Hành động đó không có tha thứ được. Anh bây giờ anh muốn cái gì đây? Ra tòa ly dị là xong. Trời ơi Điệp ơi, con có điên không Điệp? Nè, anh đừng có tưởng là tôi đuôi mù không thấy không biết những việc gì của anh hết mà anh lầm. Tôi đã cho người theo dõi anh từ lâu rồi kìa. Tôi đang nắm trong tay những bằng chứng phản bội. Muốn ly dị hả? Dễ mà. Thôi. Hai đứa cho má xin đi. Trời ơi đừng có lớn tiếng với nhau nữa. Vì ở đây là má vui rồi. Xa gì ba cái chuyện lặt vặt đó, má làm lụng hàng ngày thì nó cũng quen. Cái gì đâu mà anh tưởng là tôi sung sướng lắm, vinh hạnh lắm mới theo anh về đây hả? Còn... ra đường á tôi mắc cỡ gần chết luôn à. Sao vậy? Chung vào cái căn nhà ọp ẹp này nè, nóng lao cả mặt mày à. Tôi khát nước nè, có dám rới vào cái chén cái bát cái nhà này đâu. Cô nín đi. Chén má mới rửa tôi mà. Cố nhịn, tôi cố nén cho mẹ tôi vui kìa. Chứ kỳ thật những lời lẽ mất dạy đó hả, đáng thưởng cho dây bọt tay. Con à, trời ơi Điệp ơi, con nín giùm má được không? Nghe má nói đây nè, vợ chồng son nào thì cũng vậy thôi, cũng trầy rạ chuyện trong gia đình, sống chén ở trong sống còn khô, nó huống chi là vợ chồng son trẻ. Vợ con nó có bầu, nó có thai, nó hay nóng nảy, con nhịn nhục nó một chút rồi có làm sao đâu. Ở trên phủ đường á, biết tôi có thai hả? Khi
mà xê dịch một chút xíu thôi à, má tôi còn cho người dìu đỡ tôi nữa mà. Chị Xui nói là vậy là phải rồi. Bây giờ má cũng vừa dìu đỡ con để má má lo cho cháu nội. Ủa sao vậy? Cháu nội của má, con không muốn má phải hành xác vì cháu ngoại của ông bà và vợ của con. Con nói gì ạ? Nè, nói gì mà khùng khùng điên điên vậy con? Anh mỉa mai ai? Anh nói đại đi. Thì người ta cũng tưởng con khùng khùng điên điên cho nên họ mới chọn lựa đó. Nè, anh muốn nói gì? Anh nói thẳng ra đi chứ. Tôi đã bày tỏ thái độ từ ban nãy, hay là cô mặt dạng mày dài không kịp cảm nhận? Tôi muốn ly dị. Vì đứa con này là không phải là con của tôi. Trời ơi, Điệp ơi, Điệp, anh nói như vậy hả? Anh, con ơi, con ở với người ta có thai như vậy mà con nói rằng không phải là con của con. Mà... nói cái tiếng đó chỉ để cho thằng sở sanh nó nói thôi. Chứ gia đình của mình đâu phải là gia đình như vậy mà con buông những lời như vậy hả con? Là đứa tội tàn, là đồ hèn mà. Đi đâu quá. Má. Má nè con. Má nghe anh nói vậy mà được không? Anh là chồng của Hôn Thú với con mà anh nói như vậy à. Cô nín đi. Dạ thưa má, con có bằng chứng trong tay. Lâu nay con cố nhịn nhục cho qua ngày đoạn tháng, nhưng con không thể để cho nó vô phép khinh khi má. Không thể để cho nó cưỡng đoạt hòn máu vô danh khi một thanh tình bà cháu. Tôi quyết định rồi, cô về thưa lại bà phủ là chưa. Cô muốn ly dị gì? Anh đuổi tôi hả? Có bà làm chứng nha. Không dám. Được rồi, anh chống mắt mà xem. Tôi về tôi thưa với ba má tôi lo thủ tục ly dị. Tôi về à. Con ơi, con ơi, con cái gì? Ai cho con hả? Trời ơi, không có con cháu gì trơn á. Chào. Hồn vía lên mày. Con ơi, rồi dân. Má. Trời ơi là trời ơi. Má cứ để cho ta đi đi, má cầm tổng để làm gì? Sao con hồ đồ như vậy không biết nữa. Hạnh phúc đổ vỡ đã đành rồi, còn thâm tình nghĩa trọng với người lớn, rồi má ăn nói sao với ông bà phủ đấy. Trời ơi, con giết má rồi. Dạ, có khách thưa ơi. Dạ, dạ đâu có ai đâu. Dạ thưa anh mới qua. Dạ thưa bác mới qua. Dạ, mời anh ngồi. Dạ. Có chuyện gì không anh? Dạ thưa, tôi qua đây cho chị hay. Tôi được tin con Lan nó mang bệnh ngặt nghèo, như đèn treo trước gió lập lè, hồn mỏng manh như mảnh treo chuông nặng, sắp sửa lìa trần hấp hối. Lan sắp lìa trần buồn đơn gốc hoa, đường địa ngục thênh thang nắng chờ nhau, con tóc tóc lên đường theo lời sư cũ dặn trong thơ. Trời ơi, cớ tạo lá lai bài ra chi cảnh ly biệt với tương phùng, mong mỏi ân trên cho con Lan bất bình, thì lỗi của mình cũng được dơi. Để tôi đưa nó đi, sợ nó không biết đường. Dạ thưa bác, con có đến một lần rồi. Dạ thưa má con đi. Dạ thưa bác con đi. Con đi từ từ Điệp ơi. Con đi từ từ.
Dạ, mô Phật. Chú Tiểu ơi, tôi vừa nhận được thơ của sư cụ nên tôi vội vã. Mô Phật, thầy tôi cho tìm thí chủ mấy ngày nay vì bệnh tình của chú Điệp ngày một thêm trầm trọng, mà miệng thì cứ kêu tên thí chủ mãi không thôi. Cho nên dù thầy tôi chuyện đời đã gác bỏ ngoài tai, mà lòng thì vẫn không dằn được cơn xúc động. Chú Tiểu ơi, chú làm ơn cho tôi gặp sư cụ để... Mấy ngày nay thầy cũng trông chờ thí chủ đến mỏi mòn. Người vừa mới rời chùa để đi giữ giai đàn ở Linh Sơn Tự. Trời ơi, như vậy là đến phút cuối tôi cũng chậm chân, biết phải làm sao để gặp được nàng. Không lẽ suốt đời mình không thấy mặt nhau? Thí chủ ơi, chớ quá đau thương, trước lúc ra đi thầy tôi có hãy trao áo cà sa. Người hãy phát lên giả dạng tu hành, rồi tôi dẫn đường vào chốn hầu niên. Chú Tiểu ơi, tôi đã mặc xong rồi. Xin chú hãy dẫn tôi đi. Mô Phật, xin mời thí chủ. Mô Phật, xin thí chủ đừng vọng động. Chú Điệp, chú hãy ráng tỉnh lại đi. Có thầy, thầy tới thăm chú nè. Bạch thầy. Mô Phật, chú hãy nằm nghỉ đi. Không sao đâu. Thầy thương chú lắm. Thôi, để tôi vào trong sắc thuốc cho chú. Cảm ơn chú. Chắc tôi cũng sắp được đời đời yên nghỉ. Bạch thầy, con vẫn biết mình đức bạc nên chốn niết bàn thì thấm thấm mù xa, mà đường địa ngục thênh thang mở rộng, xin thầy hãy tha thứ cho kẻ đã nương cửa từ bi mà lòng còn giống đông, phạm giới cấm môn quy mang điều giống ngữ. Thầy ơi, con không phải là vũ khách biệt, mà tên thật là Nguyên Thị vào đây vui mừng.
sầu của mối tình ly tâm. Tình đã xa, tôi đã dứt từ lâu rồi. Nhưng bóng trần bao lượt quyết dần mà sầu chưa vơi. Nay biết con không còn sống được bao lâu. Nên khúc nồi xin bài tố cùng thầy. Đã bao ngày nương náu chung thì muôn, tưởng đâu Lan đã quên được chuyện lòng trần, đã quên được nỗi sầu xưa, ngờ đâu. Chắc tại con sắp giả biệt cuộc đời này nên tai nghe tiếng nói của ân sư mà cứ ngỡ tiếng của người xưa vừa kiếm đến. Thầy ơi, con cũng muốn lãng quên tình xưa để chôn vùi kỷ niệm, nhưng trời đất cái vô tình ơi lại niềm đau. Ngoài kia trời bắt đầu lất phất gió mưa sơn, cho mây cũng ve nhỏ cất tiếng kêu sầu. Lá bạc ngoài kia cũng ngập ngừng rơi theo gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa. Môi gió rơi là dòng lệ nghèo nhau, mỗi chiếc lá bạc rơi như con xuồng nhỏ bơi ngược dòng về bên hẹn xa xưa. Bến sông buồn nay vắng bóng con đò đưa về cách sang sông không bao giờ trở lại, cho mai trăng xưa cùng cầu kia gãy nhịp bên chân dân. Con đường đất đỏ quanh có những điều chiều vàng, dân mong người con gái quẩy gánh hàng con đường về không xa. Thầy là bậc chân tu mà khi trời chớm sáng hôm, lòng còn gửi lên nhiều kỷ niệm. Con là kẻ đã trốn mang nhiều ngũ lụy, tuy khoác áo nâu sọc
mà lòng còn nắng nở thế gian. Câu kể lời cánh cũng quay quả được nỗi lòng, tiếng mồ hôi chôn tiếp gợi buồn gợi nhớ. Xa mưa cành lá đã vùi sâu đáy mồ, sao nỗi sầu xưa còn nguyên vẹn trong lòng. Nay con sắp giả biệt cõi trần gian, chuyện cũ ngày xưa bóng hiện về nguyên vẹn. Điệp ơi, em đã cất nước chỉ chuông cũng cho anh gặp mà sao tư lòng không dứt cơ giới thời gian. Thầy ơi, sức con đã tàn, hơi con đã kiệt, như đèn cạn dầu trước gió lung linh. Nếu người xưa có trở lại tìm con xin thầy hãy nhắn lại giùm, con đã đi xa, đã đi xa với tâm lòng thanh thản. Kìa, tiếng bà kêu quỷ không? Thì tự đâu có chồng cơ một con. Thầy ơi, con lạnh quá thầy ơi. Tiếng quỷ vô thường mà nhìn cho tàn mặt. Anh đã đến đây cũng vừa kịp lúc để tiện đưa Lan vào thế giới muôn đời. Anh tin Lan ơi, tội tình đại đoạn chôn tuổi xuân trong nông sông khổ hạnh, trong khi lòng còn nặng nề. Nếu chôn thiền môn em không tìm được Lan quên, thì tại sao em lại vô tình không cho anh gặp mặt? Nếu sư phụ không cho tìm anh đến kịp, thì chắc mình muôn đời mà không mặt nhau. Tại cái trước em kém đức, cái này em dụng đường tốt, mà cái tính tay niệm chữ Di Đà. Mà trước mắt anh cũng quên anh năm hiền. Sao bao lần anh lặn lội lên tìm em, em lại cố tình cắt đứt với chú không cho anh gặp mặt. Em muốn anh quên em đi, em muốn trả anh về với gia đình thật vui. Nên những tờ thơ em gửi cho em còn giữ nguyên ngày đâu có đâu. Thế em không gì vậy mà em đau hay đau? Khiến gia đình quanh đổ vợ còn đâu, còn em thì cứ mãi ôm chặt nỗi sầu, ôm chặt niềm đau. Rồi năm tháng chất chồng
bay chỉ cánh lá lai cây, cho người đày đoạt cuộc đời kẻ tan nát lòng đau. Từ bây giờ mình mãi mãi bên nhau, không bao giờ mình còn xa. Lan ơi em hãy theo đường kéo dài cuộc sống, mình sẽ đưa nhau về cùng kỷ niệm ngày sinh. Anh Điệp. Anh đây nè. Gặp lại anh em mãn nguyện lắm rồi. Em vui lắm rồi. Em không có chết mà không anh? Phải rồi, em đâu có chết được. Anh Điệp ơi. Anh đi nè. Bên tay em nghe có tiếng ve sầu ca. Trước mắt em nghe thấy con đò nhỏ ven sông, và hạt Điệp trổ bóng suối hồng mặt nước. Anh Điệp ơi. Anh đi nè. Em thấy rõ ràng kìa, gốc me tây trước nhà Việt. Em đứng đó đó, em đợi anh về. Anh đi. Anh đi nè. Anh bên cạnh em nè. Anh ngồi đi nè. Anh ngồi đi nè. Sao anh đi với người ta? Sao anh bỏ em đi nè? Anh đâu có đi với ai đâu. Anh về với em mà. Anh về với em mà, anh đâu có đi với ai đâu. Hả? Anh về với em hả? Anh về với em mà. Vậy là anh không có bỏ em nữa. Anh không có bỏ em đâu. Vậy là em nghe quan với anh rồi, đừng có giận em nha. Đêm bạch như thầy, em muốn đi về. Đêm bạch như thầy. Là Điệp ơi. Anh đi nè. Em không thấy anh nữa rồi. Anh đứng đây nè. Em muốn đi về nhá. Đêm bạch với thầy. Em bạch với thầy. Anh đưa em về đi. Em muốn đi về. Quê cũ nghe Lan. Lan ơi. Lan à. Lan. Lan ơi, để anh bạch với thầy, sao mình quay về quê cũ nghe em, nơi có con đò nhỏ ven sông im lìm xuôi đây nữa. Em đứng đó em chờ anh về mà. Lan ơi, em chờ anh về mà. Lan ơi. Chiều về chậm chậm trong đêm, cánh cành bao tới cùng nhau chạy xuống buồn. Đi xa bay bay làm tôi thấy quanh thân và tất cả buồn trời chính khăn xuống sáng nay.